shop hàng nhiệt độ điện xin kính chào các bác. Ngày hôm nay em tiếp tục lên sóng một con máy rửa bát Panasonic NPTR5 ạ. Máy em về rất là nhiều nhưng mà vệ sinh thì nó cũng mỗi ngày chỉ được 1-2 con thôi. Vệ sinh máy rửa bát rất là lâu. Đây, TR5 các bác nhé. Con nào vệ sinh xong thì em lên sóng phục vụ các bác ngay. Tình trạng hình thức còn rất là đẹp này. Đây. Con này em để mã số 11. Máy đang thép rửa, các bác có thể nhìn qua kính này. Thằng Pana thì kính nó mờ nhé, nó không trong như thằng Nationa đâu ạ. Đấy, kính nó chỉ làm tính chất trang trí thôi. Panasonic NPTR5 hình thức nói chung là cũng còn rất ok, lưng liếc khá đẹp, sản xuất năm 2012. Thông số đây các bác nhé, CV máy 2811. Đây, con này bên trong nội thất còn rất là mới nhé, sạch sẽ, nước nóng 80 độ C các bác nhìn đấy, rất là đẹp, nội thất rất là sạch sẽ này. Đấy. Nhiều con về nội thất trong nó bẩn lắm, không phải con nào được nội thất sạch sẽ đâu ạ. Máy rửa bát mà nó liên quan đến dầu mỡ mà, đây toang chỉ còn rất là mới, chắc chắn. Toang chỉ rất đẹp, nói chung là con máy cũng khá là mỹ mãn đấy, không có gì để chê cả, đẹp. Máy rửa bát TR5 em bán là vẫn là 6,5 triệu nhé, giá chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Đấy, các bác nhìn cái tai này nó hơi lệch một chút, đây là do là mình để cái ghế này nhá, nó bị vặn nhá, chứ không phải là nó lệch này đâu nhá. Cái này đặt xuống mặt phẳng là nó sẽ phẳng hết. Đấy, nhiều bác để ý cái tai này, nhưng mà em đặt cái ghế này nó bập bênh, nó bị vặn thôi, vặn máy. Đấy, còn vào khi mà vào đặt xuống mặt phẳng là nó phẳng hết cái này luôn. Nhật nó làm chuẩn lắm. Các bác nào lấy các bác liên hệ nhá, giá 6,5 triệu chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Đổi nguồn của Li Hoa 1500W là 450.000 ạ. Các bác ở xa mua đặt cọc trước cho em 500.000 nhé. Chào các bác.